Ok, xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến chặng đường Q với bạn Đạt. Ok, ta sẽ vào luôn nhé. Xem nào. Đây tất cả là all random. Ra mà con tướng cộng tiền và kiếm. Bên kia thì than tướng hồi sinh. Ta đây có gà rồi. Cái giếng ở trên này khả năng ngay về lấy ăn giếng đi luôn nhỉ. Về ăn giếng làm gì có được cộng tí mana đâu. Đâm con tướng chiến rồi. Hơi xấu ta. Đây rồi. Ok, có đất làm được rồi. Có nhỉ. Ngày thứ tư rồi, ăn cái này nữa thì ngày thứ năm lên một đất thì coi như vứt rồi. Coi như vứt mất rồi. Dạ. Đánh con này thì lấy ít kinh nghiệm nhỉ. 86 khả năng vẫn đủ. Quay. Quay. Sợ tech 3. Ôi kìa. Wow, cái đường đi đi xấu thế. Sao đường này đi xấu thế nhỉ? Thôi giờ chạy bộ rồi. Ôi trời ơi, đừng đi xấu thế. Why? Nhìn cái đường đi chán thật đấy. Đây buộc phải đi thành dưới trước rồi. Không đủ lực chạy xuống thành dưới luôn. Có đủ lực không? Đủ không? Không đủ lực luôn ạ. À. Chịu rồi. Ngày mai chạy bộ tiếp ạ, đỉnh thật sự luôn cái map ạ. Đỉnh thật sự map luôn ấy. Wow. Này lại chạy bộ tiếp 2 ngày nữa mới để lấy thành trên. Trời đất ơi. Chéo chéo thì tưởng có phải ra thành đây xong vòng xuống chứ lại đi kiểu này vòng xuống tít thành góc của thành trên đi kiểu này dở ngày thế thiếu over. Khó nhỉ.
Rồi hai ngày nữa lên đây. Bây giờ hết mana thì cứ đi ngang đi ngửa là coi như ăn đủ luôn đó. Rồi cố gắng đánh này đến ít kinh nghiệm vậy thôi chứ ven đường vậy. Hy vọng hai ngày đủ lên trên rồi mai đến đây. Thành kia thì nó rơi vào tầm này. Tầm này, đây tầm này. Đây tầm này. Thế thì vẫn đủ ăn với con quái xung quanh này. Giờ lên thẳng đây thì không đủ rồi. 400 mua vào không biết là đủ không. Tầm này từ đây và lên đây là 400 mua vào đi. 8 mua vào nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không đến được thằng kia phải tầm này. Vẫn phải 2 ngày ạ giờ. Thế nhỉ? Ăn gai thì xa quá không? Hai thành chim lửa, thành mít, thành chim lửa à? Cái bên họ nhá. Thành mít, thành chim lửa rồi. Tôi thực sự không biết có đủ. Nên cái đấy để bù lại cho những ngày bị mất thôi. Mặc dù ra cái mình cần là gió.
Cao tinh. Đây rồi. Đây không phải đất tím nó không cộng hỏng à. Thế cơ mà nhầm mất à, đất dưới lòng đất thì con này để cộng speed lên 10, nhầm nhọt rồi. Thank you.
Ý da, cô nắp luôn hả? Ôi là một phép rồi. Chà, không tới à? Tức nhỉ? Không tới, cay thế nhỉ? Chịu thế nhỉ? Mai đo thì phải chạy bộ về thành. Chẳng phép gì mà dùng. Chín trăm ăn cái bóc thì ăn cái này cũng không kịp. Đó bây giờ phải chạy về thành cũng không kịp. Làm thế nào giờ 900 ăn cái kia ăn cái chéo kia là bây giờ còn 900 mà ăn cái kia chéo kia còn 760. 760 sang kia mất 1 2 3 4 5 6 ăn 6 nước cũng không đủ về thành. Việc phần lai 15 12 mới ra kịp. Phải ăn cái này xong sang cái kia là kịp. Đành thế thôi vậy. Ôi. Mới đi thốn thế. Chán. Thốn thế. Thank you.
Thành toàn quân bắn toàn về quick combat. Theo quân bắn thì chỉ quick combat đang làm gì đâu. Đây không có đủ hồi thành với fly. Ê. Không có đủ dùng cả hồi thành fly. Còn nó lấy cả mặc áo này và tăng một collect rồi vẫn chậm quá nhỉ. Đuối thật. Ôi sao toàn quân bắn thế này trời. Speed cao nhất là con speed 6. À. Mình không có quả đá đúng không? Ồ. What? Nhưng mà trước mắt cứ đưa vỡ nữa thì thôi xong rồi. Đừng cái này phía trên này à? Trên cái cung này cái này nữa. Cho Hyper rồi cái mai sẽ double mana lên. Sau đó thì dẹp thành này. Quan trọng ăn cái lỗ ăn cái cung này, sau đó ăn cái bóc này, xem con quyết ở đây là con gì. Nếu không thì chọn đi ăn cái này xong rồi về thành ngày double mana ngày mai thì về thành này xong về đây tuy brick ngay vậy. Cái này brick được này, con này cũng được này. À con này á, con này thì cũng mà brick đến tối không có có kiếm, không có chơi, mà con này đã kháng kiếm rồi chứ. Con này kháng đến 60% kiếm của quái rồi, thành ra là nếu không có Archery đánh con này thốn cực kỳ luôn. Bọn này cũng kháng và dễ.
Vâng. Ủa sao đi được hả? Chắc chêu. Ôi thần tất à, thành dưỡng biết thành chim lửa à? Thành giữa mít thật thành chim lửa. Đánh hết. Con này đánh hết. Đánh hết. Ấy da.
Biết làm thế nào đây? Họ có hai quyển sách gió rồi, mình chưa có gì cả. Chưa ra mít đã có hai sách gió rồi thì đỉnh rồi. Mình thành nhiều hơn có lẽ là họ chưa ra mít rồi. Chưa có gì, hai sách gió. Đỉnh thế thì chơi bài gì? Đỉnh thế thì còn chơi bài cái gì ạ? Được power lại chẳng có tác dụng gì. Thật ra mình có cảm giác là tôi càng ngày càng khiến mình đánh chậm đi để cái những cái bản sau nó càng ngày càng sẽ càng chậm đi bản trước. Ở bản ô ấy, thì cái nhiệm vụ chính ta chỉ cần nhặt bóc hoặc brick là rất nhanh. Khi bắt đầu mình quen được bản ô thì tốc độ brick của mình rơi vào tầm 127 đến 131. Và sang bản P thì bóc thì bị cắt giảm đi. Bị cắt giảm bóc trên toàn bộ map thì thành ra là quân ít hơn, chúng ta buộc phải tập trung vào việc cả nâng cả quân chủ lực trung thành. Thì lúc mới đầu chuyển từ bản O sang bản B thì cũng phải 135 136 brick được. Bắt đầu dần dần quen dần đẩy được tốc độ lên brick là 131 thì sang bản Q này nó còn chậm hơn nữa. Chậm hơn nữa khi mà mana lúc đầu cực kỳ ít. Số lượng bóc thì có vẻ tăng hơn bảng T một chút nhưng mà số lượng mana bắt đầu cực kỳ ít, thành ra thời gian chạy bộ quá nhiều khiến thời gian tuần đầu gần như là bỏ phế.
không như cái bản Q, bản O, bản P. Bản O, bản P thường tiêu chí là tối thiểu là ngày mùng 5 phải lấy được cái thành này. Sau đó thì còn 26, 7 là mình bắt đầu đánh banh, đánh mỏ. Ở đây cuối tuần 1 xây được cái mỏ quân. Đến giờ thì 1-7 may lắm mới lấy được cái thành này. Mana ít quá và những map di chuyển kiểu này thì khá khó, nhưng mà khó đoán được rằng cái nước di chuyển tiếp theo sẽ như thế nào. Ở đây nghĩ đi nước xéo thì di chuyển đây để hạn chế nước chéo cùng từ đây nó không phải xuống đây mà vòng xuống đây, thành ra khi mình di chuyển đến đây nó hơi bị lỡ nhịp. Giờ còn chưa có VV với ớt gì cơ. Liều thôi. Họ đến đây rồi. Họ đến tận đây rồi. Chả còn lựa chọn nào khác rồi, phải chơi rồi. Đập thành đất thế nhỉ? Sao có đập thành đất không đập thành gió ấy ta? Chà. Oh my god. Khả năng mất thành rất là cao. Nó ở đây. Thằng này có thể nó ở đây là thế. Chỉ số họ. Chỉ số họ can mình hả? Thank you.
Thế cơ mà sinh nhầm thôi không sao. Power thì có 31 nhưng là như mặc cái áo mũ titan hay sao. Khiên này, kiếm mũ rồi đủ, kiếm mũ đủ múa rồi, chảy có gì đấy đâu nhỉ, đây, còn kiếm mũ là đủ múa, đây, bộ máu đủ nhưng trận này không dùng được gì bộ máu cơ, bởi vì quân Edmonton này cũng chả có gạo gì máu này. Để kiếm áo với kiếm áo với cái mũ với kiếm thôi, xong kiểu về lấy cái khiên sau ấy. Bộ máu trận này gần như khuế, không dùng bộ chim hay cái mỗi chim bừa để cộng máu thôi, gần đây đã lấy sau đi, ngày mai lấy cái này xong xuống ngay cái này xong lấy cái này xong đó lấy nhặt đủ bộ búa có khả năng chúng ta sẽ đánh luôn cầu kháng spell đây rồi, từ đây chúng ta sẽ phai đây đó thằng đây sau tiếp tục từ đây cái đo về thành này, về thành này, đánh cái này, sau tiếp tục phải đánh cái này nữa. Phải nhận lấy kiện phải lấy cái nhẫn này, có nhẫn nào ở đây có gió chỗ này có nhẫn luôn này, mình sẽ lấy nhẫn đây đi. Ồ sao nhà áp quân đâu ta, áp thần đất lên cái tìm mua anh thấy nhà đắp quân nãy giờ ngó nãy giờ thấy nhà áp quân đâu cả, sợ thật. Phải có khía trên này cũng lên thử xem mà thử lên xem có thấy nhà áp quân trên này không, không có rồi nhà áp quân đâu ta.
sự. Đây còn một mảng đo đây, mảng dưới này. Cái thành cái lên tầm đi xem nào. Cũng không phải đây đâu, khả năng ở dưới này đâu. Nhập cân đâu nhỉ? Cái này thì kịch đường rồi. Chỉ còn duy nhất là ở chỗ này thôi. Không phải luôn. Why? Chịu đấy. Thế thì chịu. Thế thì chịu rồi. Chịu toàn tập. Cái nơi khó nhất trong cái map này luôn, kịch ở dưới này à? Đây không có. Phải có nhỉ. Không biết được nhà quân. Mít không nhập quân rồi.